Năm tác hại đáng sợ của bí đỏ, tuyệt đối tránh xa, kẻo rước họa vào thân. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, có những loại thực phẩm chúng ta ăn thường ngày trong bữa ăn mà không hề biết rằng chúng chính là mầm mống gây hại cho sức khỏe rất lớn nếu ăn sai cách. Như bí đỏ, một loại món ăn rất giàu dinh dưỡng cho sức khỏe, nhưng nếu các bạn ăn không đúng cách thì nó sẽ là mầm mống đại họa cho cơ thể, gây ra các bệnh về dạ dày, các bệnh về tiêu hóa và nặng hơn có thể gây ra bệnh ung thư. Vì vậy, hôm nay kênh Ăn Sạch Sống Khỏe xin gửi tới quý vị và các bạn năm tác hại đáng sợ của bí đỏ, tuyệt đối tránh xa, kẻo rước họa vào thân. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, dầu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại có nguyên tố phi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Trong bí đỏ chứa chất muối khoáng, dầu vitamin và các axit hữu cơ tốt cho cơ thể. Bí đỏ còn có nhiều nguyên tố phi lượng và các axit amin như alanine, valine, lecithin, cysteine, lysine. Trong 100g bí đỏ có 0,9g protein, 5-6g glucid. Ngoài ra còn có nhiều vitamin như B1, B2, B6. Đặc biệt có 400g vitamin B5. Và có cả các axit béo quý như linoleic, linolenic, 28mg beta, carotenoid. Bí đỏ là loại thực phẩm rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, những lợi ích của bí đỏ đối với sức khỏe không phải ai cũng biết. Bí đỏ giúp sáng mắt. Bí đỏ có chứa lượng lớn beta carotene. Khi vào trong cơ thể, chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp võng mạc hấp thụ và xử lý ánh sáng tốt hơn. Ngoài ra, bí đỏ còn chứa lutein và zeaxanthin, có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể và làm chậm sự phát triển của thoái hóa điểm vàng. Tốt cho tim mạch, hạt bí đỏ giàu chất fisteroid và các axit béo omega 3, omega 6 tốt cho sức khỏe. Những chất này có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp. Giảm cân. Bí đỏ chứa hàm lượng calo và chất béo rất thấp, là một thực phẩm giàu chất xơ. Vì vậy, bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người thừa cân, béo phì. Ngăn ngừa tiểu đường. Bí đỏ có tác dụng làm hạ đường huyết trong máu, vì vậy giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bí đỏ còn có tác dụng ngăn ngừa khả năng phát triển thành mãn tính của những người đã bị bệnh tiểu đường. Tăng cường phát triển bộ não. Trong bí đỏ có chứa chất cần thiết cho hoạt động của não bộ là axit glutamate. Chất này có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng thần kinh, trợ giúp cho các phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não. Ngoài ra, đối với phụ nữ mang thai, ăn hạt và hoa bí đỏ không chỉ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi, mà còn giúp phòng ngừa và điều trị chứng phù, tăng huyết áp và các biến chứng khác khi mang thai. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Bí đỏ có chứa một lượng lớn vitamin C, có tác dụng tăng cường sức mạnh hệ thống miễn dịch. Hệ miễn dịch khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta chống lại được các virus, vi khuẩn gây bệnh cho cơ thể. Tẩy run. Dùng bí đỏ ăn sống kết hợp với việc dùng thuốc tẩy run sẽ đem lại hiệu quả tẩy run cao. Ăn thường xuyên hạt bí đỏ cũng giúp ngăn ngừa chứng run sán, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Làm đẹp da. Chất carotenoid có trong bí đỏ còn có tác dụng làm chậm tiến trình lão hóa da, từ đó giúp da sáng đẹp, không mụn trứng cá và ít nếp nhăn. Ngăn ngừa ung thư. Bí đỏ có chứa lượng chất chống oxy hóa và beta-carotene rất cao nên có tác dụng ngăn ngừa các bệnh ung thư. Ngoài bí đỏ, những thực phẩm có màu vàng như cà rốt, khoai lang cũng có tác dụng tương tự. Ngừa loét dạ dày tá tràng. Một cốc nước ép bí đỏ hàng ngày giúp ruột tiêu hóa thức ăn nhanh và giúp loại bỏ độc tố ra khỏi đường tiêu hóa. Vì vậy, nước ép bí đỏ có thể chữa lành vết loét dạ dày, tá tràng và các nhiễm trùng khác trong ruột.
Quý vị thân mến, bí đỏ có công dụng vô cùng tuyệt vời đối với sức khỏe của con người. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác dụng phụ nặng nề lên cơ thể con người nếu bạn không dùng đúng cách. Nếu bị nặng hơn, còn có thể dẫn đến mất mạng. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy đi tìm hiểu về 5 tác hại đáng sợ của bí đỏ, tuyệt đối tránh xa, kẻo rước họa vào thân. 1. Nguy cơ ăn bí đỏ liên tục sẽ gây vàng bàn tay, bàn chân. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa trên một tuần. Nguyên do là trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa sẽ dự trữ ở gan và dưới da. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Trước thông tin trên, Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Nguyên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ rằng, bí đỏ là thực phẩm vẫn có thể ăn được thường xuyên, bạn chỉ không nên ăn hạt bí đỏ nhiều bởi hạt bí đỏ có khả năng tẩy sun. 2. Ăn bí đỏ đã già và để lâu dễ lên men. Mỗi quả bí đỏ khi chín ra thường có kích cỡ to đáng kể. Bạn không thể chế biến hết cho cả nhà ăn trong một bữa, cũng như bữa sau, bạn cần đổi bữa nên không dùng đến. Hoặc vì lý do nào đó, miếng bí đỏ cứ lần nữa trong tủ lạnh, đến cả tháng trời mới ăn đến. Đây là thói quen của rất nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, bí đỏ cắt dở và để lâu sau đó mới dùng, cho bữa sau được đánh giá là thói quen cực kỳ tai hại. Theo tiến sĩ Từ Ngữ, thuộc Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, bí đỏ có chứa hàm lượng đường cao, khi để trong thời gian dài không dùng đến, sẽ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí rồi lên men. Bí đỏ của bạn dần dần bị biến chất, ăn không còn ngon nữa, đồng thời còn không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong khoảng thời gian dài, sẽ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, tức lên men, và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. 3. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn đó là người bị rối loạn tiêu hóa hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Theo lương y Vũ Quốc Trung, người mắc các phải tình trạng rối loạn tiêu hóa cần hạn chế ăn bí đỏ. Nguyên nhân là hàm lượng chất xơ trong loại thực phẩm này quá cao. Nếu ăn vào cơ thể trong tình trạng đang bị rối loạn tiêu hóa thì sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn. Tốt nhất nên kiêng hẳn việc ăn bí đỏ trong thời gian này để tránh những hậu quả đáng tiếc. 4. Bảo quản trong tủ lạnh gây ngả màu, mất an toàn. Như chúng ta đã biết thì để một loại thực phẩm nào đó trong tủ lạnh quá lâu cũng sẽ gây ra các tác dụng nguy hiểm đối với sức khỏe, và bí đỏ cũng không ngoại lệ. Theo các chuyên gia cho biết, tuyệt đối không được bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh bí đỏ sẽ ngả sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn. Khi ăn dễ gây kèm theo nhiều bệnh như tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, cũng như khiến dạ dày mắc nhiều bệnh do vi khuẩn tạo ra. 5. Ăn quá nhiều. Nhiều chị em cho rằng việc ăn bí đỏ hàng ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là nhiều người hy vọng ăn càng nhiều thì làn da càng hồng hào, càng mịn trông thấy. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm, bởi cứ thực phẩm nào nếu ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Với bí đỏ, chuyên gia dinh dưỡng khuyên chỉ nên ăn mỗi tuần 2-3 lần là cung cấp đủ dinh dưỡng, và nên đổi món mới. Nếu không, bạn có nguy cơ bị vàng da do bí đỏ chứa hàm lượng tiền chất vitamin A rất dồi dào. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thêm, trong bí đỏ thì hạt là thứ bạn cũng cần ăn có chừng mực. Nguyên nhân là hạt của loại quả này có khả năng tẩy sun, ăn nhiều quá có thể không tốt cho đường ruột. Ngoài ra, hạt bí đỏ khá giàu calo, ai muốn giảm cân mà ăn loại hạt này lai dai cả ngày thì có thể phản tác dụng. Lưu ý, sau khi gọt vỏ, cắt bí đỏ, rửa sạch thì chúng ta cần nấu ngay. Tránh để quá lâu ở môi trường ngoài sẽ làm thất thoát thành phần dinh dưỡng. Khi nấu chín, các bạn nên ăn ngay khi còn ấm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ nhất. Đối với trẻ em, không nên cho trẻ ăn bí đỏ quá thường xuyên vì dễ làm dư thừa caroten. Còn với trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm, các bạn cũng không nên cho trẻ ăn bí đỏ vì có thể làm trẻ bị hóc với hạt bí đỏ.
những thực phẩm đại kỵ với bí đỏ tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân. Bí đỏ ngon, giàu dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất nên được chế biến thành những món ăn ngon. Bí đỏ là thực phẩm rất được ưa chuộng trong khẩu phần ăn hàng ngày, cung cấp giàu chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Cả lớp thịt quả và hạt đều chứa nhiều chất có lợi. Tuy nhiên cần biết cách dùng phù hợp để không gây hao hụt nguồn dinh dưỡng và rước thêm bệnh vào người. Trước khi tìm hiểu những thực phẩm không nên kết hợp với bí đỏ, chúng ta cùng tìm hiểu những lợi ích mà bí đỏ mang đến cho sức khỏe. Khoai lang cùng là loại thực phẩm dễ làm đầy hơi, nếu không ăn chín dễ gây đầy bụng và khi ăn cả hai loại cùng lúc sẽ dễ làm tăng căng tức bụng, đau bụng, nôn khan. Ăn bí đỏ cùng khoai lang sẽ có thể gây căng tức bụng, đau bụng, nôn khan, rất không tốt cho hệ tiêu hóa. Lý do bởi cả hai cùng chứa nhiều đường tự nhiên, tinh bột và nhiều dưỡng chất khác. Rau bó xôi. Trong thành phần dinh dưỡng của bí đỏ có chứa hàm lượng enzyme sẽ phá hủy vitamin C có trong cải bó xôi, đồng thời làm giảm đi giá trị dinh dưỡng của hai loại thực phẩm. Thịt cừu. Bí đỏ và thịt cừu là hai loại thực phẩm đều có tính nóng, nếu ăn cùng nhau có thể sẽ gây đầy hơi, táo bón. Những người có bệnh truyền nhiễm và cơ thể nóng thì không nên ăn để tránh bệnh nặng hơn. Giấm, chanh. Giấm và chanh chứa axit acetic gây phá hủy nguyên tố dinh dưỡng có trong bí đỏ, làm giảm giá trị dinh dưỡng. Không những vậy, khi ăn chung còn dẫn đến tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Cá hố. Trong cá hố có chứa nhiều protein, chất béo không bão hòa và DHA, vitamin A và D, giúp bổ hư, dưỡng gan, thúc đẩy tạo sữa. Tuy nhiên khi kết hợp dùng với bí đỏ thì lại không có lợi cho cơ thể. Táo tàu. Táo tàu có chứa nhiều vitamin C, tính ấm, vị ngọt, nếu ăn nhiều sẽ gây khó tiêu. Bí đỏ cũng có tính ấm nên khi kết hợp ăn hai thứ này sẽ dẫn đến phá hủy vitamin C và khiến chúng khó tiêu nặng thêm. Cua. Ăn cua cùng lúc với bí đỏ tuy không gây tác dụng phụ độc hại cho sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bệnh nhân cao huyết áp, khiến tay chân bủn rủn, mệt mỏi, buồn nôn. Lý do bởi nguyên tố cobalt có trong bí đỏ gây giảm huyết áp. Tốt hơn hết là không kết hợp bí đỏ với cá cua vì sẽ có những thành phần kết hợp không hợp lý. Và dù không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng hai thứ sẽ làm mất tác dụng của nhau. Tôm. Tôm có chứa nhiều nguyên tố vi lượng trong thành phần, do đó khi ăn cùng bí đỏ có thể gây ra phản ứng với pectin, khiến cho hệ tiêu hóa bị nhiều áp lực và khó hấp thụ, dẫn đến bệnh kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất là không kết hợp hai loại thực phẩm này với nhau, nhất là đối với trẻ nhỏ. Những lưu ý cần nắm khi ăn bí đỏ. Sau đây là một số điều cần quan tâm khi ăn bí đỏ. Không nên bảo quản bí đỏ trong ngăn đá tủ lạnh vì sẽ gây hao hụt hàm lượng dinh dưỡng trong bí đỏ. Không nên dùng bí đỏ thường xuyên vì trong bí đỏ chứa nhiều tiền chất vitamin A có thể sẽ làm tích trữ nhiều vitamin ở gan và dưới gan và dẫn đến hiện tượng vàng da. Theo lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên ăn một món ăn chế biến từ bí ngô mỗi tuần 2-3 lần là cung cấp đủ dinh dưỡng và nên đổi món mới. Không nên mua quá nhiều bí đỏ, chỉ mua đủ số lượng bí đỏ sử dụng trong ngày. Nếu không sử dụng hết và bảo quản trong một thời gian dài, có thể dẫn đến làm hao hụt dinh dưỡng và có khả năng gây ngộ độc. Không dùng món ăn này với những người có dạ dày yếu, nhạy cảm, hệ tiêu hóa kém. Tránh xào bí đỏ trong các món quá nhiều dầu mỡ vì sẽ khiến dinh dưỡng trong bí đỏ bị hao hụt. Tránh nêm nếm vào các món ăn có nguyên liệu bí đỏ bằng đường, nhất là đối với những người bị bệnh tiểu đường. Cần nấu ngay khi gọt vỏ, cắt bí đỏ, rửa sạch, tránh để quá lâu ở môi trường ngoài sẽ khiến thành phần dinh dưỡng bị thất thoát. Nên ăn ngay khi nấu chín, còn ấm để đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng đầy đủ nhất. Không nên cho trẻ ăn bí đỏ quá thường xuyên vì dễ làm dư thừa caroten. Với trẻ đang trong giai đoạn ăn dặm, cẩn thận trọng xem xét kỹ hết sức khi muốn cho con ăn bí đỏ để tránh để hạt bí đỏ và món ăn sẽ gây hóc ở trẻ. Đối với những người thích ăn bí đỏ thì làm thế nào để mua được quả bí đỏ chất lượng? Sau đây, ban biên tập xin gửi đến quý vị và các bạn cách để chọn mua bí đỏ chất lượng. Nên ưu tiên chọn mua những quả bí đỏ chắc tay, nặng, vỏ trơn nhẵn, có cuống dài.
nguy cơ hư ở những quả bí đỏ có cuốn ngắn sẽ cao hơn. Tránh mua những quả bí đỏ có các vết bầm trên vỏ. Chỉ nên mua một lượng bí đỏ đủ dùng, không nên bảo quản bí đỏ trong tủ lạnh và cũng không nên bọc bí đỏ bằng ni lông. Có nhiều cách chế biến bí đỏ khác nhau như canh bí đỏ, đậu hủ sốt bí đỏ cuộn xúc xích, súp bí đỏ, cháo bí đỏ, thịt gà băm xào bí đỏ, xôi hấp bí đỏ, vân vân. Để thay đổi khẩu vị ăn cho gia đình, chúng ta cần linh hoạt thay đổi món ăn từ bí đỏ. Quý vị và các bạn thân mến, dinh dưỡng là một phần thiết yếu đối với sức khỏe của con người. Thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bạn có thể nhận biết được tình trạng sức khỏe hiện tại và tương lai của mình. Việc kết hợp ăn uống khoa học cùng với những thói quen sống hàng ngày tích cực có thể giúp cho bạn giảm đáng kể các cái nguy cơ gây ra bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh béo phì và bệnh tim mạch. Bạn hãy quan tâm đến việc ăn uống của mình thật tốt nhé. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Ăn Sạch Sống Khỏe. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại comment ở dưới video này để được các chuyên gia giải đáp. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo của chương trình.